Hello, xin chào các bạn, mình là Lê Kim Việt và hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi game game Pizza Delivery, một tựa game kinh dị. Lúc trước đây là game này cũng mới ra khoảng là mấy ngày, thằng Vũ nó cũng đã chơi cái bản 1 rồi, thì hôm nay mình sẽ chơi cái bản 2. Và đây là lần đầu tiên mình sử dụng có facecam để mình quay cái mặt mình lên đó. Đăng cái gì nó đăng cái mặt mình lên, mình sợ nhất bị ném đá. Ok, nhưng mà thôi kệ, cũng có nhiều bạn comment thì cho thôi. Ok, lock điền, đợi cho nó lock điền rồi sau đó mình sẽ vô chơi. Ok, let's go. Wow, trời, đắt nhiều cái này, mày làm cái căn nhà nhỏ xíu rồi. Mình mong là video copy scam này sẽ thành công, bởi vì mình chưa biết là video này nó có thành công không nữa. Thôi kệ, cứ chơi luôn. Ok, let's go. Ai đó? Người giao bánh pizza. Tôi đang ở trên lầu, đợi chút chút. Tôi sẽ cho chị mắng mẹ rồi. Đợi tôi vài phút. Tốt hơn là mình nên để pizza ở trên bàn. Ok, bỏ bàn rồi. Nghe tiếng rùng rùng nghe ghê quá. Dặn nhỏ tiếng lại mất công là nó xù, nó hù, nó khổ lắm. Khổ lắm. What the fuck? Chết mẹ rồi. Mom, cô có thấy gì trên đó không? Tôi có điện thoại này, điện thoại tôi có đèn. Ok. Ok. Được không? Crap. Cô ấy không nghe gì của mẹ đâu, không hiểu. Ok, đi nào. Shit. Lại bắt đầu rồi. Fuck. Mom, tôi cần phải đi. Tôi cần phải đi ra khỏi chỗ này ngay. She is talking to light of time. Mom, cô không nghe gì tôi nói. Cô không nghe tôi nói gì sao? Tôi sẽ trở lại khi mà có điện. Tôi cần phải đi ngay bây giờ. What the fuck, what is that? Thứ gì này? Rồi. Có đèn nè. Sao để đi đây? Không lẽ lên bằng đất. Không lẽ lên bằng tay không mà. Thôi rồi, không nó lên. Yeah, I'm free in Starkey. Cái gì? Tôi cảm nhận thấy một sự hiện diện kỳ lạ ở đằng sau tôi. Ô phật mẹ. Bỏ cái tay loa ra ngay. Bỏ cái tay loa ra. Mất công nó hù nữa. What the fuck? Các bạn thấy gì không? Các bạn có thấy gì? Ui siết 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 siết. Mẹ, không đéo nghe luôn. Đéo nghe luôn. Mà đéo nghe la luôn. Kinh quá. Fuck. Got money for pizza. See not here. Cô ấy không có ở đây. Đi thôi. Fuck. Mẹ kinh đào. Fuck. Đúng mẹ cái con quái vật mất dạ. Có lẽ có ai đây? Đụng mẹ cái công. Đê tiện. Qua cái đâu? Đụng mẹ biết rồi, đéo nhìn lại. Đụng nó kinh nào. Headform. Đụng mẹ đéo qua lại luôn. Mà kinh quá đi. Đụng má tiệt. Mình ít khi chữ, mình ít khi chữ bại lắm mà. Mình mỗi lần mình giật mình là chữ bại liền. Ô mẹ kinh vãi đái. Mẹ cái con quái vật khốn nạn. Mommy, Mommy, what? You said you want to take your mommy. Mommy à? Chắc là cái bà này bị mất con sao ấy. Đụng mẹ nó giật cái mình. Đụng. Đi. Thôi đừng ha, thôi. No, hậu đi giật đường đi, kinh quá đi. Đụng mẹ cái con quái vật khốn nạn.
Ủa cái gì vậy? Mẹ tiếng mèo mẹ. Cái con mèo mình kìa. Làm chặt mình á. Đụng với con mắt. Trời, hello. 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 Hình như bà này mà hút. Bà nó hút chút lào sao rồi xong cái gì nó ở trong miệng bà vậy. Kinh quá. Hello. Rồi. What the fuck? Shit. Mẹ nó. Kinh vãi luôn á. Đi. Không, đi chặt lùa. I can't tap anymore. Tôi không thể cầm được thứ gì nữa. Tôi cần phải ngừng lại. Nhưng mà sẽ bị chôn đừng đi. Hoặc bà sẽ chết. Hãy đứng im cho tim bạn bình tĩnh lại. Đau điếng cả cái tim này. Má mới vô gặp mất tiền. Quá độc quỷ rồi. Mẹ thiệt. 300 biết thế đéo chơi game này mẹ nó hù. Hù còn hơn cái game của thằng Vũ chơi nữa. Tất cả giấc mơ này là gì? Được mẹ đéo là nghe ta loa vô mà cũng giật mình chết. Ok. Đi nào. Let's go. Ủa sao đứng này? Có thấy không? Sự đứng hình đó. Mày đừng có hù là tao nghe mấy mấy thằng cu kia. Mày mấy thằng chó. Chuyện gì xảy ra với tôi đây? Đi mẹ kinh đào. Tôi cần phải tìm chìa khóa. Chìa khóa cửa chính. Ủa mày để thấy cứt gì nữa. Mày mới có con quái vật quỷ quá. Dám chơi tao. Wow. À, đèn. Đừng có hù tao lúc này. Đừng có hù tao nghe. Hello. Ai vậy? Ma. Tôi biết bạn đang tìm thứ gì. Phải không ta? Don't hit like the one who listen to your style. You don't want you from my family. Tôi sẽ cho bạn được tự do. Đi cho tôi. Đúng không thế cha? Đúng không thế cô bé? Nguy hiểm lắm nghe. Đéo có sale nữa chứ. Mẹ. Cái game bá đạo này. Đéo có sale. Yeah. What the fuck. Đi vậy. Đi vậy. Trời. Fuck. Oh shit. Ok. Nói chung là game này mình chơi tới đó thôi. Chết đâu khỏi chơi lại nữa. Đục mẹ kinh vãi lúa. Làm tim mình muốn bung ra ngoài nè. Mẹ. Thôi. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe nha. Ok, mình sẽ gặp lại các bạn ở video sau. À, đau quá. Má nó thiệt.